Thưa quý vị, thực hiện chương trình giám sát năm 2022, sáng nay, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được đưa vào khai thác sử dụng vào ngày 29 tháng 3 năm 2022. Qua gần một tháng hoạt động, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đã phát huy hiệu quả, không còn ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Tình hình trật tự an toàn giao thông đảm bảo, lưu lượng phương tiện qua các nút chính thông suốt. Tuy nhiên, tại một số điểm, nút còn bất cập như ngã ba Duy Tân, Hoàng Diệu, ngã ba Duy Tân, Bạch Đằng, đoạn sau lưng khu nhà hàng tiệc cưới, còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Theo đánh giá của các sở ngành chuyên môn, nút giao ngã ba Duy Tân, Hoàng Diệu hiện có bức tường che khuất tầm nhìn khi các phương tiện tham gia vào nút, chưa xác định đường ưu tiên để hạn chế tốc độ. Phía ngã ba Duy Tân, Bạch Đằng cần sớm thu hồi khu đất ngã ba sau lưng nhà hàng tiệc cưới để hoàn chỉnh tuyến đường Bạch Đằng lưu thông thông suốt. Qua kiểm tra cũng như giám sát của Ban đô thị thì đề nghị là thành phố chỉ đạo chủ đầu tư sớm rà soát, bổ sung một số cái giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục cái tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực nút này, như tăng cường có cái biện pháp cảnh báo về mặt kỹ thuật, cũng như là sớm làm việc với lại Bộ Tư lệnh Quân khu Nam để thống nhất cái việc tháo dỡ cái đoạn tường rào tại sân bay làm cản trở cái tầm nhìn gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án các công trình giao thông Đà Nẵng, đơn vị chủ đầu tư rà soát các điểm nút còn bất cập, tiếp tục theo dõi, khảo sát an toàn giao thông tại nút giao Duy Tân Lê Đình Thám để điều chỉnh kịp thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý, hoàn thiện các hạng mục chưa hoàn thành để cụm nút giao thông vận hành an toàn, hiệu quả.